bodybuilding tiếp tập thế nào để lên và duy trì cơ bụng 6 múi lâu dài anh em đang cảm thấy lạc giữa rừng thông tin cách ăn uống, tập luyện như thế nào để lên 6 múi. Duy trì cơ bụng 6 múi và làm sao để cơ bụng không mất sau một thời gian dừng tập. Ở đây chúng ta có đủ thông tin anh em tìm kiếm thăng một tăng cường cơ bụng để tăng kích thước cơ bụng 6 múi. Ai cũng biết phải tập luyện thường xuyên đúng không, nhưng không phải thích tập gì là tập nấy, tập một bài tập duy nhất để có cơ bụng đẹp điều quan trọng là phải tập bài tập tăng cường sức mạnh toàn bộ vùng bụng và không được tập trung vào một nhóm cơ duy nhất nếu không muốn tập tốn công tốn sức mà chẳng có hiệu quả để giảm mỡ bụng nói riêng và mỡ toàn thân nói chung một chế độ ăn uống khoa học là điều bắt buộc nó bao gồm ăn một chế độ ăn uống lành mạnh cân bằng kết hợp cùng các bài tập cardio bài tập lý tưởng để đốt cháy chất béo để xây dựng nên cơ bụng đẹp nhất có hai yếu tố quan trọng anh em cần biết để làm nên hình thể sáu múi đáng mơ ước là cơ bụng to và lượng mỡ thấp thăng hai hai yếu tố xây cơ bụng sáu múi đẹp để đảm bảo body sáu múi mong ước cần có hai điều cần thiết cơ bụng của anh em phải lớn mức độ chất béo của anh em phải thấp công thức để có cơ bụng đẹp chuẩn để tăng kích thước cơ bụng anh em phải tập luyện thường xuyên để giảm lượng chất béo anh em cần tuân theo một chế độ ăn kiên sự kết hợp của hai yếu tố này sẽ mang lại cho anh em cơ bụng hoàn hảo trông thấy thiếu một trong hai bao nhiêu công tập xem như vô dụng các yếu tố này mang tính bù trừ cho nhau dù cơ bụng không to nhưng anh em có thể chạm cân đối thì cơ bụng cũng sẽ hiện rõ tương tự cơ bụng của anh em sẽ hiện rõ nếu cơ bụng lớn dù anh em có một chút mỡ thăng ba xây dựng cơ bụng để có cơ bụng đã đến lúc tìm bài tập tăng cường sức mạnh anh em có thể bắt đầu với các bài tập cho các nhóm cơ nhỏ mà không gặp quá nhiều khó khăn và có thể tiến bộ nhanh chóng chúng sẽ không rút cạn năng lực của anh em đâu Mỗi ngày ông gập bụng cả ngàn cây cũng chả ích lợi gì đâu, nó còn có thể khiến anh em bị đau lưng, thoái vị đĩa đệm và cả cứng cột sống, chỉ cần một bài tập là đủ để xây dựng cơ bụng 6 múi. Mỗi set kéo dài trung bình 25 giây, khoảng 10 rep một set để đảm bảo tập luyện đúng cách kết hợp cùng tạ để tăng hiệu quả, để cơ thể nghỉ một phút giữa mỗi set và không vượt quá 100 rep mỗi set. Đừng quên gồng các nhóm cơ trong lúc tập nha anh em, ví dụ tập luyện 2 hoặc 3 lần một tuần vào cuối buổi tập tạ. Hãy nhớ rằng điều quan trọng là phải tăng cường sức mạnh toàn bộ vùng bụng và không tập trung vào một nhóm cơ nào cụ thể, một số bài tập xây dựng cơ bụng 6. Tám mối hiệu quả anh em có thể tham khảo cái bài tập cho ba nhóm cơ chính sau: cơ bụng thẳng rectus abdominis, cơ bụng chéo oblique muscle, cơ bụng ngang transverse abdominis. Thằng bốn thêm vài lưu ý về việc ăn uống, không cần đến chế độ ăn kiêng hà khắc, hãy chọn một chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng hơn với ít chất béo tinh bột và tăng lượng protein vừa phải. Thử bài tập đốt cháy mỡ thừa như cardio, không tập các buổi tập với cường độ cao quá mức dẫn đến kiệt sức, các buổi tập thường xuyên sẽ đủ để đốt cháy một lượng lớn năng lượng. Từ đó chế độ ăn kiêng sẽ mang lại hiệu quả sớm hơn, khi anh em đã cắt giảm 10 đến 12% chất béo so với thực đơn hàng ngày, kết quả sẽ sớm thấy hơn trên tỷ lệ này. Phần dưới của cơ bụng sẽ không được nhìn thấy, để có được thân hình sáu múi đáng mơ ước với cơ bụng săn chắc và hoàn hảo, hãy giảm tỷ lệ phần trăm này xuống 10%.